It's always hurry up and wait. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hey, thì đây là video đầu tiên của mình và Mio đăng lên YouTube. Nên mình sẽ giới thiệu một chút về bản thân của mình và Mio. Thì có những người cũng biết rồi và có những người không biết, nên mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Hey, mình tên là Lê Chiêu Đức. Thôi tên là Mio. So, đây là Mio, vợ mình nhé. Mình thì năm nay thì 27 tuổi, thì sinh năm 94. Còn Mio á, im ở tan giờ biểu á. Năm nay tôi 22 tuổi. So. Tôi là sinh viên năm 4. So, hiện tại là sinh viên năm 4. So. Mình thì sinh ra và lớn lên ở Hồ Chí Minh. Mi chào quá, xuất sinh quá. Xuất sinh quá. Nhật Bản. Nagano kien desu. Nagano nhé. Mio thì không phải là người Tokyo nhé. Mio là người ở vùng ngoài nha. Nên tới Tokyo học và đi làm. Mi chào quá, skin Shumiwa tokawa arimasu ka? Shumiwa anime wo miru koto ga daisuki desu. Anime wo miru koto to meiku ga suki. Meiku wo suru koto ga suki da shi, ato wa fashion ga suki da kara shopping ni iku no mo daisuki. Hai vợ chồng mình có một đặc điểm sở thích chung là coi anime. Thì lúc nào cứ mỗi lần mà tới giờ ăn cơm là hai vợ chồng vừa ăn vừa coi anime. Thì nếu như các bạn mà muốn biết về anime thì tụi mình sẽ làm một video riêng về anime và giới thiệu cho tất cả các bạn về các video lần sau nhé. Sukinamono wa arimasu ka? Atoe ba tabemono to ka? Watashi no suki na Vietnam ryori wa wine seo ga suki desu. Wine seo ga ichiban suki. So, hồi xưa thì mình có dẫn Mio đi ăn quán Việt Nam, thì Mio ăn một lần ăn bánh xèo, thì từ lúc đó trở về sau này lúc nào đi ăn quán Việt Nam cũng gọi món bánh xèo. Còn 2番目に好きなのが揚げ春巻き, chả rô. Mio thích ăn cái chả chiên ấy. Còn mình thì mình lại thích ăn sushi. Thích ăn. Né, watashi dake sa sushi tabetai. Ichimo sushi tabetai. Donna iro wa suki desu ka? Watashi no suki na iro wa toku ni nai desu. Toku ni nai no? Nani iro demo. Demo saikin wa grey ga suki. Ah, so. Demo betsu ni nan darou na. Jiki niyotte suki na iro wa kawarimasu. So. Deku wa ne, ichimo nanake kuroi to shiroi. So ne. So. Mình thì riêng mình thì là thích mỗi màu đen và màu trắng. Tại vì lúc nào nó cũng dễ phối đồ. Phối đồ và đi ra ngoài đường cứ mặc mỗi màu đen màu trắng là nhanh nhất. So shitara michan yoku kaimono itte iru kara douyu brand suki desu ka? Suki na brand wa nanka ne, kore mo hontou ni jiki niyotte kawaru ndakedo, ima no 私の好きなブランドはスナイデルとフレイアイビーとココディールの3つが好き。最近はお姉さんみたいになりたいから、モンテサンドを歩いてるお姉さんみたいな女の子になりたいから、そういう服のブランドをよく着てます。なるほどね。Theo như mấy bạn Việt Nam thì những cái brand đồ mà Mio nói vừa rồi hầu như là người phụ nữ Nhật ai cũng biết hết luôn, nhưng chỉ có người Việt Nam mình thì hiếm có người biết lắm. Nè, deku wa nani suki to omou? He? Deku wa sa, bechi ni sa, kakkoi fuku na sa suki da no. So. Bechi ni wa donna brando demo kakkoi mieta sa kau. Ima wa mi-chan wa donna shioto shitte masu ka? Ima wa Beam Beauty っていう会社でタレントとして働いています。So, thì hiện tại Mio là đang làm hình ảnh đại diện cho công ty Lim Beauty của bạn mình, của người bạn mình là học cùng trường tiếng Nhật, và bây giờ bạn mình là giám đốc của công ty này, còn mình thì vẫn là một thằng nhân viên quèn. Minna ni chitai tai koto arimasu ka? Itsumo TikTok wo ouen shite kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Kanmon kappan. TikTok でたくさんのスキンケア紹介してとかメイク紹介してとかって言われて、私も TikTok だけじゃなくてもっと詳しく私のメイクとかスキンケアとか好きなものとかをみんなに共有できたらいいなと思って YouTube を始めました。これからたくさん YouTube とか投稿していきたいと思うので、YouTube の何チャンネル登録と、TikTok のフォローとかもしてくれたら嬉しいです。Cái video này là video nói về sở thích của mình và của Mio, thì giới thiệu về bản thân của mình và Mio để cho các bạn biết. Sau cái video này thì tụi mình sẽ bắt đầu đăng những video về cuộc sống của tụi mình, video về làm đẹp của Mio và video Mio đi làm này nọ. Nói chung là mình sẽ đăng về những video về đời thường ở Nhật của mình và Mio cho tất cả các bạn cùng coi.
Nên các bạn hãy nhớ ủng hộ tụi mình, nhớ ấn nút follow và hả lúc nào cũng comment thật nhiều để cho tụi mình hả thêm ra những cái idea để cho mình làm video để cho tất cả các bạn coi nha. Video này tới đây là hết thì hả, bắt đầu tụi mình sẽ đăng những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。